Ông Hà Hải Đăng khoảng 30 tuổi ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh chạy xe máy lưu thông vào làn ô tô rồi tự té đập đầu xuống đường bị thương nặng. Dù được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng ông đã chết vào trưa ngày 16 tháng 7 năm 2014. Người dân cho biết khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, ông Hà Hải Đăng chạy xe máy không biển số theo hướng từ An Sương về An Lạc, trên xe chở theo hai bao tải bún. Thay vì đi trên làn xe máy thì ông Đăng cho xe chạy vào làn ô tô. Khi vừa qua cầu Bình Thuận, quận Bình Tân khoảng 50 mét thì tự té ngã, nằm bất động trên đường và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, tổ xử lý tai nạn quận Bình Tân đã đến lập biên bản vụ việc và đưa phương tiện gặp nạn về trụ sở. Đến trưa cùng ngày, người nhà nạn nhân cho biết ông Đăng đã không qua khỏi.